xe từ ngoại ô đều đến nghe tiếng Khmer gọi lên đây là sắc đẹp phiên sang tiếng Việt gọi lên đây là bờ đè mảnh đất nhỏ ở miền Tây rộn đất thẳng cánh cò bay nhưng cũng chẳng có gì hay nhưng hôm nay lại bốc cháy cái tờ giấy và cây viết như vào đây và chi tiết cho mày thấy cho mày biết một phần lịch sử nước Việt ngay đây tuổi thanh xuân giờ với những chiến tích hay hay từ khởi nghĩa thứ quân mẹ lây mây trong lòng đồng khởi trong lòng đồng khởi của những hồn hởi của cái tội tàn như một người giáo như người sao thì người chính thì người như một người lính như bay dạch đội quân tập dài của những tướng người thì đền cho một tay và thống lĩnh đấu tranh tranh lại mà mình là càng nhanh người mình đe khắp cả năm nhiều tầm ai người dân quê mà chân mang dép đánh nhặt ngoại xâm ngay trong mình để tương gian thép như một lửa khác vượt qua hết những thử thách mình nhầm máu là không qua được ghi tới vào sử sách let's go theo sau là người bên tre mình đồng khởi sự sinh như là bên tre miền Tây như là bác Ba Phi người bên tre kiên cường như là ông già Ba Tri và luôn luôn tự hào mình là người bên tre quê hương đồng khởi sự sinh như bên tre mang trong miền Tây như là bác Ba Phi người bên tre kiên cường như là ông già Ba Tri website đây là lúc có gì do anh đơm mai check website âm nhạc này cuốn hút trong khép khói và nhét tai là người Việt ở miền Nam đang sinh sống ở đàn ông chúng ta có tiếng trong sống với một đất cát xa lớn lên nơi vùng trong nước với tài nguyên đầy phong phú chưa từng mong cầu một bước không cần phong hào phong tước that's right mấy em luôn cập giật khi mà nghe anh triển khai mặc dù là giai điệu này anh không muốn điều khiển ai nhìn thấy em xinh đẹp hơn một bé như miệng trai nhưng mà cho anh xin lỗi anh đã đáp bơ điện trai rằng là thiên thần dù sao đứng không cùng cảnh vẫn bước đi hiên ngang biết thằng ngon cùng cảnh tung ra đầy vần câu tận sâu trong đòn đánh khiến đối phương phải co giật như là phong đòn gánh keep it real keep it real keep it real man bốn kia và mọi chiêu cũng lưu lên right around the city cộng tác và làm việc với những homie gặp lại mấy thằng bạn nghe thằng sớm sáu và có cô người yêu đang làm ở sớm quần áo mấy thằng muốn anh nghĩ rap là anh không làm luôn vì chất xám anh sâu rộng như là sông Hàm luôn anh luôn tự hào mình là người Bến Tre quê hương đồng khởi xứ sở vừa là Bến Tre mang chất miền Tây như là bạc và huy người Bến Tre kiên cường như là ông già Ba Tri anh luôn tự hào mình là người Bến Tre quê hương đồng khởi xứ sở vừa là Bến Tre mang chất miền Tây như là bạc Ba Phi người Bến Tre kiên cường như là ông già Ba Tri và anh luôn tự hào mình là người Bến Tre quê hương đồng khởi xứ sở vừa Bến Tre mang chất miền Tây như là bạc Ba Phi người Bến Tre kiên